chạy xuống chỗ mà hotel condo em xin, chạy xuống đây cũng 2 tiếng mọi người ơi. Địa chỉ hàng 8 mà đi coi mua trái cây. Bây giờ mưa rồi đâu có ra ngoài vườn trái cây được đâu. Tiệm cái chợ này chợ mới mọi người. Đây, Robert is here, trái cây lon. Mình nghĩ tiệm này tiệm mễ quá trời trái cây luôn. Cần cái xe không vậy em ơi? Đây. Đủ thứ hết rồi. Quá trời trái cây luôn. Sunflower mọi người. Cũng như có mặt ong hay gì, mấy con ong nó bu nó hút mặt nè. Đây quá trời người hả? Quá trời. Đây là bảng giá mọi người ơi, nè, milkshake or smoothie. Đó, coi rồi mình order rồi người ta xay, người ta làm tại chỗ luôn đó. Bên này cũng vậy luôn nè, đó. Đó, banana, blueberry, lung tung, coffee có luôn, giá cả phải chăng luôn. Đây. Đó, giờ mời mọi người vô nha, quá trời gian hàng trái cây. Xôi. Ken mango 3 đồng phao phao, quá trời sồi luôn. Đây, giá cả cái này nếu mình mua 2,5 đồng phao phao after 10 pound, nếu mình mua sau 10 pound á trở lên thì 2,5 đồng thôi đó. Quá trời tươi ngọt lịm luôn mọi người nha. Đó. Giống như ở Việt Nam vậy đó. Ủa, ở đây có decorate mấy con ốc con giả nữa nè. Đẹp quá. Ủa, đây bán 5,95 đồng luôn nè. Con ốc, vỏ ốc đó mọi người. Đó, quá trời sồi luôn. Đây là locally wow. Grow Super Sweet Mango 3 đồng 1 pound, o 2,5 đồng per pound, trên 10 pound trở lên đó. Quá trời sồi cái này, quá trời. Đây là quá trời mọi người. Đây dưa hấu. Họ kêu kết thịt coconut thì ai biết đâu. 4 đồng. Ồ, đây nè, watermelon squid and juice gì. Watermelon 6 đồng trái. Bự cho bỏ lửa luôn. Đây. Dưa hấu này 6 đồng trái mọi người nhé. Quá trời luôn. Đó. Bên này thì bán đồ lưu niệm mọi người nhé. 15 đồng gì đó, lung tung. Cái này chắc người ta làm từ trái dừa mọi người ơi. Cái này giống như người ta bào từ trái dừa nè. Từ trái dừa luôn á. Bào hình con khỉ hay gì. Đây. Này để đồ lưu niệm này 8 đồng 95. Coconut monkey. Ồ, đây nè. Họ làm từ cái trái dừa ra, cắt ra cái trái dừa mà cắt ra con khỉ luôn, ngầu quá ha. Giống như đồ mà làm bằng tay ở Việt Nam với mọi người đó. Mấy cái hình cũ. Ồ, mấy cái này dry food mọi người. Wow, có mấy cái mứt nè mọi người, là dry food đó. Ngầu quá. Mango có luôn nè. Wow. Này 5 đồng mọi người nhé. Cái giá ngay đây nè. Bọc này 5 đồng có 6 ao à. Đây là ginger mứt gừng 5 đồng. Wow, ăn này là
ra máu mũi luôn. Cái này coconut thôi mà cũng 5 đồng luôn. Organic à, quá trời. Mày có bếp che kỳ nữa nè. Mức này mức đu đủ nè mọi người. Này mức đu đủ nè. Wow, 4 đồng 49. Dry papaya. Mức đu đủ này ăn được nè, 5 đồng. Cái này alligator with beef stick. Wow. Cái này là wow, cái này như là thịt cá sấu với thịt bò, nó làm mấy cái cục xó xịt nè, trai che kỳ á nè. Cái này không 3 đồng 95. Cũng gần 4 đô rồi đó. Nè, nó để smoky alligator stick. Giờ đây hai giá còn u này đúng giá 3.95 nè. Smoky alligator stick. Đó. Đây là bánh cốm đồ kẹo đậu phộng y chang ở Việt Nam mọi người nhé. Wow, quá đã luôn. Quá trời đã luôn. Xôi này hình như là nãy MC quay gọi thì phải. 3 đồng 1 phao. 10 đồng 10 phao trở lên đó nè. 10 phao trở lên thì chỉ có 2 đồng rưỡi thôi, đó. Chị hàng 8 kia. Xôi này Florida Gate nè, cái loại mà Florida màu đỏ, mango. Cũng 3 đồng 1 phao, nếu mình mua 10 phao trở lên á thì chỉ có 2 đồng rưỡi thôi, đây nè. Quá trời mọi người ơi. China White Asian Gravel là ổi đó mọi người. Này phao đấy 6 đồng 95 nè. Như ổi xá lị nè. Có me luôn. Me một hộp. Me này một hộp 5 đồng 95. Cái này thì đậu phộng. Quá trời. Xôi. Papaya. Cái này xôi. Cũng Ken nè, cái hiệu Ken nè, delicious. Mango này, best mango, no skin, 3 đồng 1 phao, cũng 10 phao thì giá 2 đồng rưỡi thôi. Dạ. Cái này cũng loại bự nè. Thì cũng giá giống nhau thì cứ 3 đồng per phao, o 2 đồng rưỡi, 10 phao. Wow, quá đã luôn, quá trời trái cây. Người này là cửa hàng đã bán. We ship food home. Đó, quầy đã bán. Này không biết trái gì đó. Wow. Trái này trái gì ta? Sapo hả? Oh. Sapo hả? Sabuche của xì. Bự dữ. Bên trong nó như vậy. Wow. Cái sabuche giống như sabuche của người Mỹ nè mọi người. Đó, họ gọt ra là cái màu nó giống vậy nè. Wow, bự dữ vậy ta. Cái sabuche bự dữ vậy. Miếng 6 đồng nè, rồi 5 đồng 70 đây nè. Đó, họ để giá lên đó mọi người. Dạ. Yeah. Cái này là xôi gọt rồi. Xôi gọt rồi trong này cũng 6 đô. Wow. Đây có me bọc 3 đồng rưỡi nè. Cái này trái gì không biết nữa. Họ bán đầy nè. Đây còn đây Valencia Fried Mango cũng 3 đồng 1 phao. Hoặc mua 10 phao trở lên thì 2 đồng rưỡi 1 phao. Đó, xoài này.
Cái này loại xoài này khác mọi người nhé, quá trời xoài luôn. U mít nè, jackfruit đồng 95, pho taste like pineapple and vanilla. USA luôn mọi người nhá. Trời ơi, cái mít bự gì bá lửa luôn. Nè, cái này là sabuche mọi người nha. Cái này là sabuche của người Mỹ nè. Thì nãy MC có quay ở trong cái tủ rồi đó, trong màu đỏ đỏ giống nhìn giống như đu đủ vậy đó. Nè. Họ bán 3 đồng 95 một thao nha. Đó, cái giá là 3 đồng 95 một thao. Đây nè. Sabuche loại của Mỹ, trong đời lần đầu tiên MC mới thấy nè mọi người. Cái bự cho bá lửa luôn, cũng như trái xoài vậy đó. Wow. Đây vòng vòng chợ mày tụi mé ngoài ha nè mọi người nha, còn nhiều lắm đó, quá trời luôn. Đây là chuối, đây cũng có bíp spice jerky, đây made in the USA này. Bọc này cũng 8 đồng 95 sen nè, thì cũng là 9 đồng rồi, đóng thuế cũng 10 đồng rồi. Đó, kia mấy cái chuối khô cũng như mứt gì đó, người ta sấy khô á, đây nè. Gian hàng để người ta bán mấy cái meal set với smoothie này, cũng như sinh tố á, người ta quay tại chỗ luôn rồi. Đó, thấy không, quá trời cái bản menu bên này. Đây là cái bản menu nè, để mình coi, mình order á. Đây, quá trời luôn. Đây là chuối khô, 75 cent per pound, squid, chuối là chuối khô. Ủa xin lỗi, cái này là chuối tươi chứ quên, 75 cent một phao. Còn này chuối chuối bọc sấy khô rồi thì 2 đồng 79 cent, cộng thế luôn cũng 3 đồng mấy đó. Đó, chuối sấy khô nè. Đó. Này chuối loại vàng. Chuối. Cái này food stand and farm. Đó, cái này chuối này kia họ sấy khô. Ice cold slice watermelon. Ồ, cái này họ cắt ra rồi là dưa hấu nè, 1 đồng 95 per slice là một miếng vậy nè. 1 đồng 95 cent. Đó, có nước đá đàng hoàng luôn mọi người nhé, lạnh ngắt luôn, ăn là hết chê luôn. Đây nè. Đây, 1 đồng 95. Đồng 95 một miếng nhè, người ta cắt sẵn người ta bỏ vô bọc cho giữ vệ sinh sạch sẽ rồi để nước đá lên cho nó lạnh thôi, chỉ có việc là mở bọc ra thì ăn thôi, vậy thôi. Đây cái này là avocado, và cái trái này là cái trái bơ mọi người ơi, cái bơ nè, cái bơ của Mỹ quá xá bự luôn. Đây cái này trái bơ, cái bơ của Mỹ bự và bả lửa luôn, nhìn giống như trái đu đủ vậy đó. Trái này họ bán home grow nè, cũng của dân địa phương ở đây họ trồng. Con này đó 4 đồng rưỡi thì một trái, mà nếu mình mua 4 trái đó, for 16 hay không nè, nếu mua một trái thì 4 đồng rưỡi, còn nếu mua 4 trái thì họ bán 16 đồng, nó được giảm giá một tí. Bơ, trái này như chín này nè, vàng luôn, vàng vàng nhìn giống cái đu đủ, vàng luôn. Còn ở đây là mấy cái nồi để luộc đậu phộng nè mọi người, đây nè. Ồ, nhìn hấp dẫn không? Đậu phộng luộc tại chỗ luôn, nó có nhiều loại khác nhau nha, 4 loại. Em đậu phộng luộc tại chỗ luôn nè. Small peanut 4 đồng, small cái cup đây nè. Please do not sell service, người ta sợ rụng chạm phải nói người ta. Còn 8 đồng là loss. Này một cái cup á, cup lớn là, cái ly lớn là 8 đồng, ly nhỏ là 4 đồng. Đó. Đủ đủ thứ món ăn chơi luôn. Đây 2 đồng 20 cent một trái, hoặc 4 trái thì 8 đô. Đây. Trái apple.
Dragon Fruit 9 đồng 95 per phao. Wow, mắc gì vậy đó, là trái thanh long á mọi người, trái thanh long á. Còn miếng này người ta cắt sẵn này nè, người ta lấy bọc nẹp á. Thanh long này ở trong ruột nó màu đỏ nha mọi người nhé, màu hồng đỏ đó. Còn miếng này cắt rồi thì 5 đồng 40 sen một miếng nè. Đây họ cắt ra, họ lấy cái bọc họ quấn lại, chỉ việc mở ra rồi ăn thôi, mở bọc ra thì ăn thôi. Đây này như trái giải mọi người ơi, trái giải này một phao tới 15 đồng 95. Đây nè, 15 đồng 95 per phao, bật 150 đồng 10 phao. Nếu mình mua 10 phao thì cái giá 150 đồng. Wow, trái này cái phi chịch, cái lê gì đó, em xì quên trái này. Cái này kiwi nè, cái này kiwi một trái 55 sen, hoặc 6 trái thì 3 đô đó. Qua đây mình xì 2 in, qua đây mình xì. Đây trái kiwi nè, đây này thì xoài super sweet luôn, này loại ngọt cũng một phao 3 đồng. Nếu mình mua 10 phao trở lên á thì một phao 2 đồng rưỡi thôi, thơm cực nồng nực luôn mọi người. Đây nè, quá trời đó. Còn mấy cái phần này là mấy cái dầu coconut oil nè, chắc họ làm cũng ở địa phương hay là mấy cái cơ sở gần địa phương á họ làm bán nè. Một hũ gì cũng 14 đô 95 sen mọi người nhé. Đây nè, dầu dừa đó, mình đúng rồi, Việt Nam mình kêu là dầu dừa á. Dầu ép dầu này kia nè, ví dụ cái này baby beet là không biết trái gì ta, nó đầy. Ồ đây nè, pickle baby beet, mấy cái trái mà ra ngâm chua ngâm ngọt là lung tung rồi nọ. Đây nè, hũ này không cũng gần 8 đô 7 đồng 95 sen nọ. Ta vô bọc đồ pickle là loại dưa đợi để mình ngâm chua này kia mọi người đó, quá trời luôn. Và ở trên đây người ta cũng có decorate mấy cái đồ xưa, đồ cũ này kia nè, nó đo cái bằng ủi bên kia nè, nọ. Đây có popcorn luôn nè, quá trời mọi người ơi, quá trời luôn. Đó, cái này thì như muối nè. Ồ, cái này bọc muối mọi người ơi, sea salt nè, muối này cũng 7 đồng á nha, bọc này 7 đồng mọi người ơi, để chấm mấy trái cây này kia đó, mình nghĩ là vậy á. Rồi trên này decorate đồ cũ. Ở đây họ cũng có gắn thêm gà đây luôn mọi người nha. Đây mấy cái đồ trong đồ như đồ lon á, đồ ngoài trong cái can á, họ áp vô sẵn là mấy cái cherry. Cái này là cherry pecan apple butter cherry, quá trời luôn. Thêm gà thấy MC trong đó luôn. Đây tiếp tục dài cũng mấy cái đồ. Wow, ở đây cũng có cái radio đời cũ này, thập niên cũng 40-50 nè mọi người, cũ dữ này ha. Họ để trưng bày cho nó nhớ lại những năm mà thời sửa hồi xưa đó mọi người. Đó, thời ông Cốc và Cố lần, thấy không? Này, nó radio nè, nó. Đây cũng mấy cái gương này kia nọ nè, đó mấy cái đồ decorate đẹp đó. Đây nè, dài cái này. Này mấy đồ lon, pepper jam, mango này kia đó. Đây dành honey mustard. Wow, ở đây làm tại chỗ luôn. Này cũng 6 đồng mấy, MC thấy cũng cái giá cũng 6 đồng mấy một lon một hũ đó, chứ không có rẻ đâu nha. Đó dài dài đó, cái mé bên kia hiện ta đang đi shopping này kia nọ. Còn cái này là honey. Ồ cái này honey comb nè. Volcano honey. Wow. Một bình galon vậy cũng 62 đô mọi người nha, 62 đô 95 sen nữa. Đây, wow, họ bán mật ong là đủ thứ loại mật ong hết nè. Đó.
Một lon như vậy cũng 13 đô 95 sen thì cũng khoảng 14 đô thuế luôn, 2 đồng cũng 17 đô chứ không rẻ mọi người nha. Mà đầy đủ thứ, cái flavor nó khác nhau, đầy đủ hết luôn. Đây, quá trời luôn. Đây. Mé bên này cũng mấy cái đồ lon rồi cookie nè. Heo TV rồi. Được 4 cái cookie. Trời ơi, 4 cái này 8 đồng mọi người nha, không có rẻ đâu. Đây. 7 đồng 95 nè, đây nè mọi người. Đó. Tính ra một cái cũng 2 đô á, chứ không rẻ đâu nha. Nè, cookie có trái cây rồi trong đó đó. Đó. Đây. Quá trời người, nãy bên kia đông, đó đây cũng dài dài là ở đây cũng há nì nè, mấy mặt ông này kia nè. Quá trời. Wow, cái bánh này MC có thấy trong TJ Maxx họ bán bây giờ mới thấy đây nè. Cái này của hàng của cái này USA luôn. Wow, dừa rồi cái này. Coconut Pad Thai Dark Chocolate. Cái này anh bữa thấy trong TJ Maxx nó bán là y chang luôn. Ừ mà nó cái hộp mỏng luôn. Quá trời luôn. Đây cũng xoài nữa ăn mọi người nghe. Ủa cái bánh này bánh gì ta? Ồ cái này bánh chuối, bà nói nào break. Bánh chuối. Này cũng 11 đô. Wow, cái này bánh chuối nè mọi người. Wow. Trong này chắc là đồ lạnh nè. Bên này cũng xoài. Còn này ba em ba cái bánh chip mễ. Này thì bánh chip thường thôi. Cái này thì người ta tăng cường bán nước uống đông lạnh nè. Thức uống. Đó. Đây. Wow, 61 năm mọi người nha. Gia đình họ này kia nọ bán cũng 61 năm rồi. Quá trời đồ luôn. Cũng vàng xoài. Bên kia thì bán mấy onion nhành này kia với cái này là, trong này là rau cải. Này rau cải, cà này kia. Bên kia chắc để mấy cái quần áo hay là cái gì đây nè. Ồ, này trưng bày cho vui thôi. Đây. Đó mấy cái áo để hình trái cây, trái chuối rồi trái cà này kia, cái này chắc decoration thôi. Cái này có thể là gia đình của họ nè mọi người. Đây. Để em xì quay cho mọi người coi. Đây chắc có lẽ là gia đình của cái người mà chủ chợ này nè mọi người đó. Thấy không? Mình có bán khoai tây này kia rồi. Bên mé bên này là cũng có strawberry là 4 đồng 95 một hộp. Trong này cũng có bán mấy cái trái cây người ta gọt ra sẵn nè, ví dụ khóm nè, xoài nè, nó cái này cái gì nó biết lung tung không biết, mango xa ổ này, xà lách của xoài một hũ gì cũng 7 đồng 95 thì cho 8 đô đi. Nó khóm thì gọt rồi nguyên trái nửa cái cũng có nè, thấy không, nó đầy đủ luôn. Ủa, mấy cái này cái gì ra chắc mấy cuốn sách người ta bán. Ồ cái này chắc Global is here looking it for lifetime. Ồ họ cũng in sách cho bán luôn mọi người nhé, cái cuốn sách của ông Global is here nè. Wow, đây cái này mấy cái đề niêu người ta trên báo đó, người ta đăng luôn nè. Đó. Đây quá trời đồ. Đó này cuốn sách Looking for it for lifetime. Cuốn sách này là 19 đồng 95 nha mọi người nghe, cuốn sách này nè. 19 đồng 95 thì cho 20 đô, 20 đô cộng thuế nữa, 2 đô là 22 đô cuốn sách này. Cái cuốn sách này cũng dày dữ nha, chắc có thể ổng chia sẻ về cuộc đời của ổng nè. Đó. Nè em, cuốn sách này 20 đô á, không biết phải ổng không? Ổng đó. Ồ. Đây. Chỗ khác ở đâu? À, trong này cũng xòi đồ lung tung nữa.
này thì mấy da heo này kia này thì qua mặt nó bán đầy. Trong này mấy người công nhân viên họ cũng như là họ kiểm rồi trái cây rửa rồi cho sạch sẽ nè, họ bán đây. Củ trái này hoàng hoàng, trái gì, trái chanh hay trái lam gì đó đó, xoài rồi họ để quá trời luôn. Nuôi gà trống nè mọi người, y chang như ở Việt Nam luôn nè, nó thả rong chạy vòng vòng nè đấy. Còn này cây mít mọi người ơi, cây mít luôn nè. Wow, ở đây có cây mít thật luôn, có trái nè, xum xê luôn đó. Cây mít quá trời trái luôn mọi người ơi, đây nè, cây mít cũng to dữ à, quá trời trái luôn. Cây mít mọi người quá trời trái luôn nè. Ủa cái trái này nó chín quá, nó héo rồi, sao đang thui thùi lùi nhìn giống như con khỉ vậy. Đây nè, trái này chắc hư rồi, quá trời luôn. Ủa này có chiếc xe máy cày cũ nè, ta để ra đất cu đây luôn, đất cu đây sình luôn đó, mít nè, quá trời mít luôn. Ở dưới đây một nồi luôn nè mọi người, cái này cái mít thiệt mọi người nhá, có trái này bị hư nè. Trời mưa cũng lâm râm, ở dưới còn nước ướt nhẹp nè mọi người đó, đi cẩn thận, gửi mai mà té đập đầu là mệt đó. Ở dưới này là sàn gạch đó, gạch lát nè, người ta sắp lại nè, rất là đẹp. Bên này có cái cây gì ta, bên này mấy cây dừa tham chi. Ồ cái cây này nó cũng sơn màu mọi người á, hay là cây thật vậy đó, nó ý là cái màu thật hay là người ta sơn vậy đó, đâu cái cây này màu thật mọi người ơi, tưởng đâu người ta lấy đồ người ta sơn mà không phải. Cái vỏ nè, cái vỏ cái màu thật của nó luôn á, dài dài trên kia luôn nè, có màu đỏ đỏ, màu xanh nhạt nhạt, rồi có màu tím tím. Ù cái cây đẹp quá ta, cái cây này thật luôn mọi người ơi. Cái màu á, ý MC nói là cái màu á, MC tưởng người ta sơn, thật sự không phải, cái này cây thật luôn. Cái màu cũng màu thật luôn đó, dài dài quanh kia luôn. Đó. Quá trời cao không biết cây gì nữa. Đây thì có chiếc máy cày nè mọi người. Họ để trưng bày coi cho vui thôi, đây nè. Đây có chiếc máy cày, đây. Cái đời này cũng cũ lắm rồi. Của Chicago USA July. Wow, chiếc này cũ dữ mọi người nghe, chiếc này cổ luôn nè. Farm nè, hồi sản xuất hồi tháng 7 ngày 17 năm 1923. Đây. Đây cái năm đây. Xe này là xe cổ luôn rồi đó. Đây nè. Cái bánh sắt nó khủng khiếp luôn. Đây. Bánh sắt nó khủng khiếp luôn mọi người nhé. Đây. Đây có mấy người ta đang ngồi nghỉ giải lao này kia dưới cái chòi lá này, mọi người đó. Đây có mấy con vịt nè, này mấy con vịt thiệt nè. Ui, nó lại nó mổ mấy con vịt thiệt nè, nó đi theo MC nè, định mổ MC hả vậy nè. Wow đây nè, đây con vịt to nè, này như vịt sim. Vịt này nó đi theo MC, nó mổ hay gì nè. Ở dưới nền nhà cứt vịt đầy mọi người nha, đi coi chừng cẩn thận đạp á. Vịt này đầu trắng, vịt con nè, nó đẹp không, khiêu không. Sau này ở đây thì gas gum, đây gồm bờ kit đi play park. Ồ này gà trống nè mọi người, ở dưới sàn này có cứt gà cứt vịt ỉa lung tung mọi người nhé, đi cẩn thận đạp lên đưa lên xe rồi. Phải không? Wow. Đây có nuôi ngỗng trắng, ngỗng nâu, rồi con này con như giống con đò điểu quá đó. Đó, rồi họ cũng để mấy con dê, gà trống, mấy kia mấy con bò này kia nè. Bên kia thì có cái hòn non bộ nhỏ. Đó. Có cái cây, cây này giống cây chùm ruột quá đó. Đây. Ru lại câu hò, nhớ lại kỷ niệm ở Việt Nam. Rồi còn cái thời còn tí ti. Wow. Hòn non bộ cũng khu bình thường nhưng mà cũng khu, cũng có để nước. Ủa ở đây có rùa mọi người nhá. Đây có con rùa nó đang, con ba ba, con này chứ con ba ba. Đang lội nước nè. Kìa u ở đây người ta nuôi ba ba nhiều ở đây nè, quá trời luôn. Dài dài mấy bên kia tại người ta lấy cái gạo, người ta gạo lại cái cây. Sợ mấy con
dịch này kia nó vô nó phá đó, mọi người đó. Cái đó mấy cái đá như làm chỗ cho nó ở á. Nào đóng này con đà điểu này. Đóng vịt rồi ngỗng lung tao bung rồi có gà nữa kìa, nó ngầu quá luôn. Chuồng mình này họ có nuôi gì không ta? Để cho deer farm implement. Ồ này chỉ có con gà trống trong này, này họ để. Ồ có mấy con nai trong này mọi người ơi, chắc qua này có nai nè. Chỉ bên mé này có nai nè. Ồ, gà trống với gà mái nè. Ồ trong này nuôi cát hay gì mọi người ơi, không thấy. Chuồng nhìn đặc biệt quá nè. Mà không thấy cát đâu, hay là chắc nó nhảy nó trốn đâu mất tiêu, không thấy cát. À, ở đây có cái khế nè mọi người. Đây nè, cái khế luôn nè. Hả? Anh Si không thấy, đu một đống khế luôn mọi người ơi, đây nè. Quá trời khế luôn nè, khế xanh. Một đống luôn nè. Wow. Cái khế. Wow, quá trời trái mọi người nha. Đây nè, cái khế luôn nè, đó. Quá trời trái luôn, xanh lè xanh lét luôn. Nó chưa chín nó gì nhìn kỹ mới thấy mọi người nha. Đây nè trái khế nè mọi người, quá trời luôn khế mọi người. Biết cây kia cây gì ta, cây này cây khế nè. Giờ em xuyên ngoài quay cho mọi người coi, cây này cây khế nè, cây khế. Ở trong thì mới thấy trái, ở ngoài không thấy trái. Cây này cây khế vô trong này mới thấy trái nè mọi người. Đây nó trái nó mọc bên trong đây nè, đây nè mọi người, trái khế luôn á nha. Đây trái khế nè mọi người, đó lủng lẳng luôn. Ở bên trong mới thấy trái khế đây nè, à, trái khế to nè, nó này cây khế ăn khế chảo vàng đó, quá trời luôn. Trong kia chắc mấy nhân viên người ta di chuyển trái cây đồ phụ kiện linh tinh vậy đó mọi người, để người ta chuẩn bị cho ngày mới. Ví dụ có ai order đồ nhiều này kia đó thì người ta di chuyển. U ở đây có nuôi cát nha mọi người nha, cát màu trắng nè, đẹp quá trời luôn nè. Wow, hello hello, không biết nó có biết nói không biết. Cát trắng ở đây, cát màu nè. Cát màu bự cho bá luôn đây nè. Trong phòng này người ta nuôi cát. Trong kia cũng có mấy con cát xanh nữa nè. Chỗ này con cát màu nè. Nó mổ nó muốn chui ra hay gì quá trời. Bên ngoài em thì thấy mấy con chim nó chui vô đây nó kiếm đồ ăn nha mọi người. Không biết trong này có gì không ta. Ba con cát màu xanh mọi người ơi, đây nè ba con cát. Wow, đó là cát màu đây nè. Tại người ta để cái gạo không thấy rõ đây nè. Mấy con chim nhỏ là ở bên ngoài nó bay vô nó kiếm đồ ăn đó mọi người, công nhận khôn thiệt á. Đây nè, chứ người ta không có nuôi nha. Mấy con chim nhỏ này từ bên ngoài nó bay vô đây nó kiếm đồ ăn đó, chứ không phải người ta nuôi đâu nha. Người ta chỉ nuôi mấy con cát thôi, con cát trốn. Rồi có cái hồ nước để cho cát nó uống đó. Đó mấy con chim trong cái đó là ở bên ngoài á, nó chui vô nó ăn, để trong này có thức ăn á. Quá trời chim này đó. Mấy con chim nhỏ đó giống như chim xe sẻ vậy, ở ngoài bên ngoài nó bay vô nó kiếm đồ ăn. Bình em mé này thì ở đây thì có cái gas cơm đi vô để cho búp lịch người ta dùng nè mọi người. Cái gas cơm này nghĩ chắc dơ quá. Này gas cơm này. Ở đây ngồi nghỉ nhưng mà mưa rồi. Ngồi ăn này kia, còn này bên đi gas gum vệ sinh bên này. Đó cái phòng đó là phòng vệ sinh đó mọi người. Cái màu nâu nâu á. Suy nghĩ gì á. Như vệ sinh mà loại công cộng mà người ta di chuyển được đó mọi người. Wow, này dịch sim này ngỗng. Đây có bò, bò nâu, bò trắng. Có dê, có gà trống, gà mái. Mấy con dê kìa. Mấy con dê kia thì nãy em xì quay rồi đó. Người ta lấy mấy cái
tảng đá là người ta gáp lại để người ta làm mấy như mấy cái chỗ để cho mấy con này nó leo lên nó exercise ở trên đó, ngổng quá trời luôn. Cái này người ta trưng bày chỉ cho vui thôi nè mọi người nha. Loại này ngổng dịch bự dữ vậy đó. Mấy con bò này đó nó nằm nó trốn mưa trong cái chòi để nó che mưa nè nó. Đó, quá trời luôn. Bây giờ MC phải ra bên ngoài mọi người ơi. Tại vì trời mưa với chị Hằng Tám với bạn của chị Hằng Tám ở ngoài đang đợi chị Thúy á. Chắc MC phải ra ngoài. Thôi họ cũng đợi lâu. Bên cửa hàng bên nhà sau nè các bạn. Cái cửa sau á nhìn ra nè, đó. Đây họ cũng bán cây xoài hay cây gì đây. Quá trời mọi người ơi, trái cây trong là ngọt ngạt luôn. Đây mấy cái đồ cây người ta khắc người ta bán này. Linh tinh. Đó, giờ em siêu quay vòng cho mọi người coi này. Quá trời. Đây là mé trong cửa hàng trái cây nhìn ra nè mọi người. Trời ở ngoài cũng đang mưa lâm râm. Đó. Đó. Không biết chị Hằng Tám với chị Thúy đi đâu mất tiêu rồi đó. Đó mấy người kia người ta đang vô, người ta tới thì người ta vô tham quan cái chòi này. Đây. Cái chòi này cái tên là Gober is here food stand. Đó. Đó, trái cây đầy luôn ha. Đây mấy người công nhân viên rảnh rỗi đã không làm gì đã đứng đã ăn mọi người đó. Đó con chim đâu nó bay về nó kiếm đồ ăn đó. Thôi MC chắc cũng xin tạm dừng clip tại đây mọi người ơi, thì MC cũng khám phá những gì mới mẻ để làm video clip để chia sẻ mọi người anh chị em cộng đồng coi cho vui. Thôi MC cũng tạm dừng clip tại đây. MC xin chúc mọi người ngày mới luôn vui vẻ ấm áp và luôn bình an trong cuộc sống nhé. Bye bye mọi người ơi. Mọi người nhớ bấm nút đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho MC nha, cho kênh MC thêm phát triển nha. Bye bye mọi người ơi, bye bye.